Xin chào khán giả của chương trình Vào Bếp Cuối Tuần. Tôi rất vui hôm nay được giới thiệu với quý vị và các bạn một món ăn điểm tâm, đấy là món chè chuối. Và đặc biệt hơn là trong chương trình Vào Bếp Cuối Tuần hôm nay, tôi sẽ cùng với một nghệ sĩ đến từ đoàn xiếc Hà Nội xin giới thiệu với các bạn, đó là nghệ sĩ Tuấn Phương, chuyên gia về ảo thuật. Xin chào bạn. Dạ vâng, xin chào chị Tuyết. Xin chào khán giả chương trình Vào Bếp Cuối Tuần. Bình thường thì chương trình Vào Bếp Cuối Tuần thường là cũng có rất nhiều nghệ sĩ tham gia, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được cùng với một nghệ sĩ đến từ đoàn xiếc. Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn thấy trước mặt mình toàn đồ chế biến món ăn thế này? Quả thật là rất bối rối. Có lẽ là ở nhà thỉnh thoảng có vào bếp một chút xíu thì cũng cảm thấy bình thường, thế nhưng mà khi đứng vào gian bếp này thì Tuấn Phương thấy rất là bối rối. Có nhiều khi còn cảm giác, hiện tại bây giờ còn cảm giác là bối rối hơn cả khi mà mình lên trên sân khấu biểu diễn. Có lẽ là phải nhờ chị hướng dẫn và Tuấn Phương cũng chỉ biết nói đến trước mắt là như thế đó. Thế bây giờ tôi và bạn sẽ cùng nhau chế biến món chè chuối để hướng dẫn cho quý vị khán giả. Món ăn này, đây là một món ăn cũng rất đặc biệt và rất phù hợp với thời tiết là mùa xuân. Vâng, xin cảm ơn chị Tuyết. Và quả thật lần đầu tiên thì Tuấn Phương có mặt trong chương trình này. Và cũng có một món quà nho nhỏ muốn tặng chị. Vâng, xin tặng chị bông hoa. Cảm ơn bạn. Không sao, ok. Vâng, với ảo thuật thì có lẽ là Tuấn Phương lại sẽ biến nó ra thành một bông hoa nguyên vẹn để tặng cho chị. Vâng, xin mời chị. Tuyệt quá. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ tôi sẽ cắm bông hoa này vào lọ để chúng ta cùng ngắm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế biến món chè chuối. Nguyên liệu để làm chè chuối thì có nguyên liệu chính là chuối tây, phối hợp với khoai lang và một số nguyên liệu phối hợp khác, gồm có đường, bột sắn dây, lạc rang, nước cốt dừa và hương liệu là vani. Trước hết chúng ta sẽ thái chuối và khoai lang. Chuối tây thì chúng ta nên dùng loại chuối bắt đầu chín, tức là nó vẫn còn thỉnh thoảng còn những chỗ đốm xanh. Nếu chín quá thì chuối sẽ hơi bị chua, và nếu xanh thì sẽ có vị chát. Sau khi bóc vỏ chuối thì khoai lang đã được gọt vỏ và chúng ta bắt đầu thái hạt lựu. Và chúng ta ngâm vào nước lạnh để cho khoai nó khỏi bị thâm. Sau đó chúng ta thái chuối. Vì chuối nó dễ chín hơn nên là chúng ta sẽ thái miếng to hơn một chút so với khoai lang. Như vậy là chúng ta đã thái chuối và thái khoai xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu chè. Trước hết là chúng ta sẽ dùng khoảng 1 lít nước cho vào bếp. Xong rồi bật bếp lên đun sôi nước. Sau khi nước đã sôi thì chúng ta cho khoai lang vào. Đậy bếp và sẽ đun khoai trong thời gian khoảng độ 10 phút cho khoai nó mềm. Thế và trong thời gian đun khoai thì chúng ta có thể chuẩn bị các nguyên liệu để làm tiếp theo. Ví dụ như đây là bột sắn dây. Trong món ăn này thì chúng tôi sẽ dùng bột sắn dây. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng bột năng, bột đao cũng được, nhưng bột sắn là ngon nhất. Thế và đây là một nguyên liệu nữa thì bạn Tuấn Phương có biết không? Cái này là cái gì vậy chị? Cái này người miền Nam thì gọi cái này là bột báng. Cái này được làm từ bột năng. Nó như hạt chân châu của người miền Bắc các bạn ạ. Nhưng mà nó nhỏ thôi. Thế và khoai thì chúng ta cũng đã đun đủ thời gian rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem khoai đã bở chưa nhé. Sau khi khoai đã mềm rồi thì chúng ta cho đường vào. Các bạn chú ý, trong món ăn này cả chuối và khoai đều có vị ngọt rồi, cho nên chúng ta chỉ dùng 200g đường là vừa, với 1 lít nước. Bây giờ tôi cho đường vào. Sau khi đường đã tan hết
thì chúng ta cho tiếp nguyên liệu tiếp theo, đấy là bột báng. Dạ. Bột báng thì đã cạn hết nước rồi em nhé. Chúng ta cho tất cả bột báng vào. Em khuấy nhẹ tay cho chị. Khi cho bột báng vào thì nó cũng sẽ tạo ra một cái độ sánh nhất định cho món chè. Sau khi đã cho bột báng vào và chờ khoảng độ 10 phút để cho hạt bột báng nở hết thì chúng ta cho đến chuối vào. Chúng ta cũng chờ cho sôi thì mới cho tiếp theo là cho bột. Khi cho bột sắn thì chúng ta nhớ là hòa vào nước cho bột tan hết. Sau đó thì cho từ từ. Bạn Phương chú ý nhé, đây này, khi cho bột sắn vào này, một tay khuấy nhẹ và một tay, cái này người ta gọi là xuống bột. Khi sánh thế này thì chúng ta lại nhìn thấy nổi đều tất cả các nguyên liệu lên. Đến lúc này thì nồi chè của chúng ta đã sánh và đã sôi đều. Tôi cho nguyên liệu tiếp theo, đó là nước cốt dừa. Em khuấy nhẹ tay. Thế và cuối cùng thì chúng ta cho hương liệu, đó là vani. Món chè của cô quá thơm và trông rất hấp dẫn đấy. Màu sắc rất là đẹp. Bây giờ thì chè đã được rồi, chúng ta sẽ tắt bếp để múc chè ra bát. Khi múc thì chúng ta sẽ múc đều tất cả các nguyên liệu. Tùy theo sở thích, dạ, có thể cho thêm một chút cốt dừa vào trước khi ăn. Và đặc biệt là phải có một thành phần không thể thiếu, đấy là lạc. Lạc sau khi rang chóc vỏ đi em ạ. Thế và chúng ta cho vào máy xay, xay nhỏ như này. Ăn thì nó mới, khi ăn mới cảm nhận được là có cái mùi thơm của lạc nó rất là rõ. Mời em thử một chút để đánh giá xem là món chè hôm nay hai chị em mình nấu có đạt yêu cầu không? Vâng, em thử đi. Dạ vâng, em mời chị đi. Mời em. Vâng, rất là ngon. Không những ngon mà là còn thơm và... Quả thật thì trước thì em không có thích ăn chè cho lắm. Bởi vì là em người nó hơi mập một chút xíu. Xin cảm ơn chị rất nhiều, rất ngon. Như vậy chúng ta đã theo dõi cách chế biến món chè chuối. Và trong khi làm thì các bạn chú ý, chúng ta phải chọn chuối tây không xanh nhưng mà cũng chưa chín hẳn thì chuối nó sẽ dẻo ngon. Cảm ơn bạn Phương vì bạn đã cùng tôi chế biến ra một món ăn mà như bạn vừa mới nhận xét là rất đặc biệt. Và hơn thế nữa, cảm ơn bạn vì đã tặng tôi một bông hoa cũng rất là đặc biệt. Và xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày nghỉ và sẽ chế biến được một món chè rất đặc biệt để cùng thưởng thức với gia đình. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.